Chiều ngày 11 tháng 10, phường Quang Trung đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn. 9 tháng đầu năm 2023, phường Quang Trung có 26 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp tại địa phương lên 256 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại, vận tải, du lịch, cơ khí, chế biến lâm sản. Tại chương trình gặp mặt, lãnh đạo phường Quang Trung đã ghi nhận biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy trí tuệ, nguồn lực, chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh, tích cực đóng góp vào công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo và các hoạt động xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, lãnh đạo phường cũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đề xuất cơ chế thông thoáng, đơn giản để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thủ tục đầu tư, tạo lập nhiều kênh thông tin lắng nghe, chia sẻ và phản hồi ý kiến của các doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển bền vững.